Tôi không làm công việc này đâu. Ông làm cái gì vậy? Chúng ta đã ký hợp đồng rồi, ông cũng đã ký tên rồi. Việc đã đến tay rồi ông muốn nuốt lời à? Ông mau đi xin lỗi khách hàng đi. Mau mau mau. Rõ ràng là bọn họ quá đáng. Trên hợp đồng chúng ta đã nói rõ ràng rồi, phải theo yêu cầu của khách hàng. Ông cũng chỉ là một diễn viên nhỏ, ông chảnh cho cái gì chứ? Ông có tin tôi nói với công ty lập tức phong sát ông không? Để cho ông sau này không làm diễn viên được nữa. Ông dám rời khỏi cái cánh cổng này là phải đối mặt với bồi thường tiền hợp đồng cho Kiều gia gấp 10 lần đấy. 200 vạn ông lấy ra được không? Chúng tôi đền được. Quay về nói với ông chủ các người, ông ấy hủy hợp đồng với công ty các người. Quả nhiên bà ấy chê bai mình rồi. Tôi giới thiệu với mọi người ở đây, đây là chồng của tôi. Ông ấy là một diễn viên. Nay đã là thế kỷ 21 rồi. Đại Thanh Quốc sớm đã không còn rồi. Ở đâu ra Thái Hậu với Lão Phật gia chứ? Bây giờ người người đều được bình đẳng. Tôi muốn bất kỳ nghề nghiệp nào đều nhận được sự tôn trọng. Hôm nay đã làm phiền mọi người ở đây nhiều rồi. Cáo từ, Thiến Thiến chúng ta đi. Đợi đã. Mộc Tiểu Thiến, ban ngày ban mặt có nhiều người thế này cô muốn làm cái gì? Đánh cô. Cô dám tát tôi. Đánh cô thì sao? Lẽ nào còn muốn chọn ngày nữa sao? Cô, bảo vệ đâu? Bắt cô ta lại cho tôi. Tôi phải báo cảnh sát. Người đâu? Phu nhân cố, bà phải làm chủ cho Diễm Diễm nhà chúng tôi. Lần này bà nhìn thấy rồi đấy. Trước mặt nhiều người cô ta tát Diễm Diễm một cái. Một giây sau, cô ta sẽ tập hợp người giết con bé đó. Tôi thấy, đây chỉ là chuyện đùa giỡn giữa hai người phụ nữ với nhau. Không cần phải báo cảnh sát. Con qua đây, bà xem đi phu nhân cố. Bà nhìn cho rõ đi, mặt của Diễm Diễm đã bị đánh thành thế này rồi. Đây là chuyện nhỏ sao? Kiều gia các người cũng ức hiếp người quá đáng. Chẳng trách người ta ra tay. Mọi người phân xử cho tôi đi, phân xử cho tôi đi. Mộc Tiểu Thiến này thời gian trước còn từng bỏ thuốc độc con gái tôi. Hôm nay lại tát con gái tôi một cái. Con gái yêu quý của tôi nâng niu trong vòng tay của tôi còn không nỡ tát nó một cái. Con gái của Mộc gia ngày ngày đều ức hiếp con gái của nhà chúng tôi. Như vậy hợp lý không? Hợp pháp không? Có cái gì mà phải dùng bạo lực để giải quyết chứ? Động một cái là đánh người, còn bỏ thuốc người ta. Đúng vậy, hôm nay là tiệc sinh nhật của phu nhân Kiều. Cô ta không thèm nể mặt ai cả. Cái gì vậy? Rõ ràng là Kiều Diễm Diễm sỉ nhục ba của người ta. Bảo người ta diễn chó, lại còn diễn thái giám cái gì đó. Thật sự quá đáng mà. Nếu như phu nhân Kiều vẫn còn muốn báo cảnh sát, bọn họ đến sẽ không bắt Mộc Tiểu Thiến, đến chính là bắt mẹ con nhà bà. Nếu như còn muốn điều tra rõ ràng là ai hại con của cố gia, tội này các người gánh nổi không? Phu nhân Kiều còn muốn nói gì không? Tôi không có gì nói hết. Được, nhân cơ hội hôm nay có nhiều người, tôi tuyên bố với mọi người, tôi hủy hôn ước với tiểu thư Kiều. Cố gia chúng tôi và Kiều gia không có bất cứ quan hệ nào. Quân Đình Anh không được làm như vậy. Em là mẹ của Tiểu Vũ đấy. Anh làm như vậy Tiểu Vũ thằng bé sẽ không có mẹ nữa rồi. Anh phải bảo nó làm thế nào đây? Cố gia không có loại vợ không có phẩm chất như cô. Mẹ của con tôi nhất định là người lương thiện biết yêu thương. Còn nữa Tiểu Thư Kiều, chúng ta không thân nhau. Sau này đừng gọi tên của tôi nữa. Không ngờ rằng hôm nay lại có thể nhìn thấy nhiều chuyện xảy ra như vậy. Kiều gia này coi như đi đến đường cùng rồi. Nhìn có vẻ Đình Thiếu gia và Tiểu Thư Kiều hình như không quen nhau nữa rồi. Vậy bọn họ sao có thể có một đứa con chứ? Dám bàn tán Cố gia, tôi thấy các cô không muốn sống ở Hải Thành nữa rồi. Đi thôi Tiểu Thư Mộc. Mẹ. Vợ à, vừa rồi bà ngầu quá, giống như nữ thần chỉ điểm Giang Sơn ở trong phim vậy. Vợ à, bà đang nghĩ cái gì thế? Tôi đang nghĩ 200 vạn, nếu như tôi đi mượn người khác chắc không có vấn đề gì. Ông hủy bỏ hợp đồng phải đền bao nhiêu tiền? Không nhiều đâu, cũng chỉ 1.000 vạn thôi. Vợ à, bà không có tiền, nhưng nhà chúng ta có người có tiền. Ai? Tiểu Ngô, không phải Cố gia bị thằng bé lừa nhiều tiền sao? Ba cần tiền của người keo kiệt sao? Không có hy vọng đâu, ba là ông ngoại của nó. Nhìn bộ dạng của nó chỉ vào mà không ra được. Ông làm cháu của thằng bé cũng không phải là không được. Cô xinh đẹp, sao cô không đến đón cháu? Tiểu Thư Mộc, tôi giải thích với cô một chút. Quân Đình và Kiều Diễm Diễm cũng là chuyện ngoài ý muốn. Anh ấy ngoài ý muốn nhiều nhỉ? Cũng chỉ có lần đó. Bà có ý gì? Thằng bé giống với cô, là cùng một ngày đó. Sao có thể chứ? Mình nhớ rằng hôm đó sau khi Cố Quân Đình cầu hôn mình, hai đứa luôn ở cùng nhau. Lẽ nào sau khi mình ngủ say, anh ta lại chạy đi tìm Kiều Diễm Diễm? Cố Hàng Vũ, thằng bé sinh non. Lúc thằng bé một tháng tuổi, Kiều Diễm Diễm đã bế thằng bé chạy đến Cố gia. Thằng bé mới bé tí như vậy, giống như những đứa bé vừa mới sinh ra vậy. Sau này Quân Đình không về nước, hai người chúng nó cũng không gặp nhau. Số lần chúng nó gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay. Không giống như lời của Kiều gia nói với mọi người chúng nó yêu nhau rất rất là lâu đâu.
Mẹ, mẹ nói những điều này với cô ấy làm gì? Anh con ngay đến Kiều Diễm Diễm còn không thích, huống hồ với xuất thân và danh tiếng như cô ấy, con cũng không thèm, sao có thể lọt vào mắt của anh trai con chứ? Yên tâm, tôi không có hứng thú với những người đàn ông không quản được thân dưới của mình. Cái gì mà không quản được thân dưới? Một người như cô, con còn ăn nói linh tinh nữa, thì con biến về nhà cho mẹ đi. Con không biến đâu, con phải đi tìm cháu gái. Vào đi. Bà nội, hôm qua ba nói hôm nay đến thăm cháu, ba nói chẳng giữ lời gì cả. Ngày mai ba sẽ xin lỗi cháu, nhưng mà cháu không quan tâm ba, cho nên hôm nay không dám đến. Cháu không quan tâm ba, ba cũng không biết dỗ cháu sao? Ba thật sự là ngốc. Lúc Tiểu Vũ 1 tuần tuổi ba tặng cho Tiểu Vũ con Anchaman, lúc 2 tuổi tặng thằng bé Tiga, lúc 5 tuổi tặng thằng bé Mebius. Tiểu Ngô, ba xin lỗi mấy năm nay ba không biết sự tồn tại của con. Hôm qua ba đã tặng con Anchaman, hôm nay ba lại làm con Tiga và Mebius tặng con. Không biết con có đồng ý lấy nó không? Có ạ. Sau này thứ Cố Hàng Vũ có con cũng đều có. Bao gồm tài sản sao? Nini, ba biết con không thích Anchaman, vậy ba tặng con 2 cuốn sách lời phê bình này. Con cảm ơn ba. Ông ngoại bà ngoại sao lại đi rồi? Còn mẹ nữa, có phải là có người đến làm phiền chúng ta không? Ba ơi, ba đi giúp mẹ đi. Được. Tú Quyên, lúc trước đều là phu nhân Kiều ép mẹ, con là do mẹ nuôi lớn, sao mẹ có thể nhẫn tâm đối xử với con như vậy chứ? Bác gái, mấy ngày nay bà nội cũng vì bác không thèm ăn uống gì, luôn lo lắng cho bác. Cố Gia đã ra mặt nói rõ ràng rồi, đây đều là hiểu lầm. Mẹ thương lượng với 2 em trai của con, chuẩn bị đón con về nhà. Mẹ là đến đón con về nhà đấy. Về thì cũng được, vậy ba có ý định cho mẹ cháu bao nhiêu cổ phần? Nếu như không cho cổ phần, sao có thể nói là thương yêu mẹ cháu thật lòng chứ? Hay là nói bà là vì hợp tác với tập đoàn Thái Dương? Chuyện này nói sau đi, nói nhiều quá rồi con cũng không mời mẹ vào trong sao? Mẹ hôm nay trong nhà có khách. Con có khách gì chứ? Là bạn của Thiến Thiến. Là bạn của Thiến Thiến sao? Vậy càng không phải là loại tốt đẹp gì cả. Không học hành đàng hoàng, lăng nhăng. Cháu ở bên ngoài kết giao không ít với loại bạn không ra gì, đều là những người không đàng hoàng. Lẽ nào đây chính là bạn của Tiểu Thiến? Ngoại hình cũng đẹp nhưng chắc lại là trai bao. Cậu tên là gì? Không biết lễ phép như vậy sao? Lễ phép cơ bản với người già cũng không hiểu sao? Uổng công cái gương mặt đẹp trai này. Mẹ, thật sự hôm nay trong nhà không tiện. Có cái gì mà không tiện chứ? Đừng cản mẹ, hôm nay thật sự không vào được. Được rồi, cháu không cho vào thì không vào. Ngày mai con đến công ty làm việc đi. Chức vụ của con mẹ vẫn luôn giữ cho con. Một chức vụ kinh doanh phải đặc biệt giữ cho sao? Vị trí giám đốc kinh doanh. Không phải con luôn muốn làm vị trí giám đốc kinh doanh sao? Tú Quyên, công ty phát triển đến được ngày hôm nay đều là tình cảm của con đặt vào công ty. Mẹ để con suy nghĩ thêm đi. Hôm nay mẹ về trước đi. Có cái gì mà phải suy nghĩ chứ? Tiền lương sẽ tăng lên cho con 10% thế nào? Tú Quyên, con còn nhớ hồi nhỏ con sốt 40 độ. Lúc đó không gọi được xe là mẹ mạo hiểm trong mưa đưa con đến bệnh viện trong đêm. Cả đêm đều không chợp mắt, ở cùng con cả buổi tối. Chuyện của lần trước là mẹ hồ đồ, nhưng giữa mẹ con làm gì có mối thù nào chứ? Mẹ đích thân đến nhà xin lỗi rồi. Con còn muốn mẹ làm thế nào nữa? Lẽ nào con thật sự muốn mẹ quỳ xuống sao? Mẹ con không có ý đó, con chỉ muốn suy nghĩ thêm thôi. Rốt cuộc con phải suy nghĩ cái gì chứ? Con về Mộc Gia, đối tượng tìm cho Mộc Tiểu Thiến cũng dễ hơn. Con bé mới 25 tuổi, có 2 đứa con, bây giờ chỉ có thể tìm những tên trai bao vui đùa mà thôi. Người đàng hoàng ai cưới nó làm vợ chứ? Con muốn về Mộc Gia, mẹ có thể tìm cho nó người môn đăng hộ đối. Mẹ, mẹ nói đúng, vì Thiến Thiến con cũng phải về công ty rồi. Mẹ phải nói với con trước, con đi nghe ngóng tính cách của người ta. Là lão tam của nhà em dâu út, năm nay 29 tuổi rồi, cậu ấy vẫn luôn thích Thiến Thiến. Mẹ ra mặt nói một chút sẽ không có vấn đề gì hết. Mẹ nói là thằng ngốc của Lý Gia sao? Thằng ngốc gì chứ? Mộc Gia với Lý Gia cũng coi là môn đăng hộ đối. Đầu óc của người ta có chút vấn đề nhỏ thôi, người bình thường ai sẽ cưới nó chứ? Mẹ, mẹ như vậy với Thiến Thiến có tốt hay không? Đây là mối hôn sự quá tốt rồi. Chuyện này thật sự có thể tiến tới.
Một người không biết liêm sỉ như nó là tốt lắm rồi. Còn có hai đứa con có thể tìm được người như nào chứ? Đương nhiên là mẹ sẽ bảo Lý ra đối xử tốt với hai đứa nhỏ. Nhưng mà phân chia tài sản là chuyện không thể. Con của Cố gia chúng tôi cần người khác quan tâm sao? Được rồi, tập phim này đến đây thôi. Mình sẽ cố gắng ra thêm nhiều tập nữa cho các bạn trong ngày hôm nay nhé. Cái gì mà Cố gia chứ? Cố thiếu gia thì mình đã từng gặp qua. Nhưng không giống với người này. Nhìn cậu ta nói không chừng là một diễn viên vừa mới làm nghề cũng nên. Hai mẹ con các người có vẻ như thích làm trò quá nhỉ. Lẽ nào cậu là cha của thằng bé sao? Nói đi, cậu là diễn viên đã ký hợp đồng với công ty nào? Có hiểu quy tắc của Hải Thành này không hả? Nói đứa bé là con của cậu thì là của cậu sao? Cái gì mà Cố gia chứ? Anh hai, mọi người làm gì ở đây vậy? Cố thiếu gia, cậu ta là anh của cậu sao? Người mà tôi gọi là anh đương nhiên chỉ có thể là anh của tôi mà thôi. Lẽ nào bà lại tưởng là con riêng của ba tôi sao? Đứa bé là con của Quân Đình sao? Tôi không thể ngờ là Thiến Thiến nó có phúc đến như vậy. Cố Quân Đình là con trưởng của Cố gia đấy. Tôi biết ngay là Thiến Thiến với gương mặt đó chắc chắn sẽ có tác dụng mà. Cảm ơn đã khen. Nhưng chúng tôi sớm đã không còn là người của Mộc gia nữa rồi. Giờ leo được cao rồi thì quay sang khinh thường Mộc gia chúng tôi phải không? Bây giờ muốn phủi sạch quan hệ đúng không? Vậy được, cô tính toán cho tôi từ lúc tôi nuôi cô lớn lên đến khi học đại học. Tính sơ qua thôi đã đến 1 triệu tệ rồi. Bây giờ cô muốn phủi sạch quan hệ thì trả hết số tiền đó đi rồi đi đâu thì đi. Còn nữa, những gì cô đang mặc bây giờ, những gì thuộc về cô từ trước đến giờ, đều trả lại hết cho Mộc gia. Muốn đoạn tuyệt thì hãy trả lại hết đi, Tú Quyên à. Ta không có đòi hỏi gì nhiều đâu. Chỉ cần cô giúp chúng tôi hợp tác với tập đoàn Thái Dương thì quan hệ của chúng ta sẽ có thể quay trở lại như trước đây. Tú Quyên à, con sớm nghĩ thông suốt thì có phải tốt hơn không? Hai mẹ con của con, việc gì mà phải phân định rạch ròi như vậy làm gì? Này, cô đi đâu vậy? Cô làm cái gì vậy? Cô làm cái gì vậy? Tôi trả lại hết cho bà. Cô làm cái gì vậy? Tôi trả lại hết cho bà. Lát nữa mẹ con tôi sẽ đem toàn bộ quần áo mang đóng gói mang đi trả hết cho bà. Còn 1 triệu tệ mà bà nói nữa, tôi sẽ gom góp lại rồi trả cho bà. Từ bây giờ chúng ta không ai nợ ai. Tiểu Quyên à, mẹ chỉ đùa với con chút thôi mà, con đừng có coi là thật chứ. Mộc Tú Quyên, cô hồ đồ rồi sao? Tôi hỏi lại, cô thật sự muốn đoạn tuyệt quan hệ sao? Không sai, được. Được lắm. Cô tưởng rằng chỉ trả tôi những thứ đó là coi như xong sao? Cô đừng có quên là từ nhỏ từng bữa cơm cô ăn, cái áo cô mặc, ai là người tắm rửa giặt giũ cho cô nuôi cô lớn. Mẹ làm cái gì vậy? Mẹ đừng kích động, mẹ đừng giết bà mà. Cô muốn làm gì? Con người tính ra chỉ có được 10 bát máu. Thân thể này của tôi cần phải chăm sóc cho con cái. Ở bên cạnh chồng nên không thể trả cho bà được. Tôi chỉ có thể trả cho bà 10 bát máu. Mỗi ngày tôi sẽ trả cho bà 1 bát. Đã suy nghĩ kỹ trước khi nói chưa? Con người ta chỉ có 10 bát máu. Nếu như muốn trả thì trả hết trong hôm nay đi. Không thể tính toán như vậy được. Bà chỉ nuôi mẹ tôi từ nhỏ đến lúc 18 tuổi học đại học. Tất cả tiền học và tiền chi phí khác đều là mẹ tôi tự mình kiếm. Trước đây công ty của nhà họ Mộc chỉ đáng giá vài triệu tệ. Từ lúc bà ấy tiếp quản giờ nó đã trở lên phát triển và giá trị của nó có thể nói là lên tới hàng trăm triệu rồi. Nếu tính như vậy thì bà hãy đem tài sản của Mộc thị trả hết cho chúng tôi đi. Mày không có quyền lên tiếng. Tôi cho bà 3 triệu tệ, để bọn họ đi. Cố thiếu gia, đây là chuyện của Mộc gia chúng tôi. Cậu nhúng tay vào như vậy không được hay cho lắm. Mộc Tiểu Thiến là mẹ ruột của con trai tôi. Tôi giúp cô ấy cũng là lẽ đương nhiên. Nhưng mà với tiềm lực của Cố gia, với 3 triệu nhỏ nhoi này có phải là hơi quá khi nói là một tay che trời không? Vậy bà muốn bao nhiêu? 300 triệu tệ, cái gì mà 300 triệu chứ? Sao bà không đi cướp đi cho rồi? Tôi thấy chắc là bà ăn phải gan hùm rồi nên mới dám thách thức Cố gia chúng tôi như vậy. Tôi chỉ là muốn lấy lại những gì thuộc về Mộc gia chúng tôi thôi. Tôi đã nuôi dưỡng Mộc Tố Quyên. Kể cả không có công lao thì cũng có khổ lao. Hôm nay bà đừng mơ lấy được một đồng nào. Hoặc là cút khỏi đây ngay lập tức. Hoặc là không bao giờ có thể ra khỏi đây được nữa. Mộc Tiểu Thiến, cô muốn làm gì? Giết người là chuyện phạm pháp đấy. Tôi chưa hề nói là tôi muốn giết ai cả. Nhưng nếu muốn thì cô có thể thử xem tôi có thể làm gì được các người. Cô điên rồi. Đúng, tôi bị điên rồi. Người điên giết người sẽ không phải ngồi tù. Chọn đi, Mộc Tú Quyên. Cô chưa xong với tôi đâu. Đợi đã, ký tên vào đây rồi đi đâu thì đi. Ký đi. Được rồi, để tôi ký. Mẹ. Mẹ sẽ không trách con chuẩn bị trước tờ đơn này chứ? Mẹ không trách con đâu. Để hai người chê cười rồi. Mộc phu nhân,
Mộc phu nhân. Sớm đã nghe danh Mộc phu nhân ở Hải Thành. Hôm nay được gặp đúng là mở mang tầm mắt. Không ngờ hai chúng ta tự dưng lại trở thành thông gia của nhau. Bà yên tâm đi, tiểu thiến nó đã sinh cho Cố gia chúng tôi đàn cháu ngoan. Chúng tôi sẽ không đối xử tệ bạc với con bé đâu. Đúng vậy, con đồng ý hai tay hai chân ba cưới gì ấy. Chuyện đến nước này rồi, anh vẫn không chịu nhận tôi sao? Đúng. Vậy mời anh biến khỏi đây. Vậy con của con thì sao? Ba ơi, con muốn sống cùng với dì ấy. Mẹ ở đâu con sẽ theo đó. Con cũng vậy. Hay là như vậy đi, cứ để đám trẻ ở lại đây vài hôm. Mấy hôm nữa tôi sẽ lại đến đón chúng về Cố gia ở vài ngày nữa. Cũng tạo điều kiện cho chúng gần với ba của chúng hơn. Sao thế được? Mộc Tiểu Thiến, tôi nói cho cô biết, Cố Hàng Vũ vốn dĩ là con cháu nhà họ Cố, căn bản không có quan hệ gì với cô cả. Ngoài ra hai đứa bé này, hôm nay chúng tôi nhất định phải dẫn theo làm gì. Nếu không thì cô cứ đợi mà ra tòa đi. Con im miệng đi. Mẹ ạ. Đi ra đây cho mẹ. Mẹ ơi, đau con. Đây là con của tôi, tại sao không được đưa nó theo chứ? Con không đi. Các người làm cái gì vậy hả? Ban ngày ban mặt bắt người là sao? Tôi là mẹ của nó, mau bỏ tay ra, đau. Nếu các người còn không bỏ nó ra, tôi sẽ không khách sáo nữa đâu. Cô có phải là mẹ của nó không vậy? Tại sao chẳng có chút tình thương nào cho nó vậy? Các người làm gì vậy? Các người đang làm gì vậy hả? Mộc Tiểu Thiến, Cố Hàng Vũ là con trai của tôi có quyền đưa nó đi, con muốn ở bên cạnh của dì ấy. Con không có quyền lựa chọn, mẹ mới là mẹ của con, nếu không thì tôi sẽ gọi luật sư đến can thiệp. Đây là giấy khai sinh của thằng bé. Mộc Tiểu Thiến, nếu cô còn không bỏ nó ra, tôi sẽ báo cảnh sát nói cô là kẻ bắt cóc trẻ con, ít nhất cũng khiến cô phải ngồi tù vài năm. Lẽ nào vào cái ngày mà mình sinh có người đã giở trò không? Mộc Tiểu Thiến, Diễm Diễm nó mời là mẹ ruột của Tiểu Vũ. Mẹ con nó đang bất hòa, cô là người xa lạ có liên quan gì mà xía mũi vào chứ? Lẽ nào cô muốn chia cắt mẹ con họ sao? Vậy dì ơi, để con về với mẹ cũng được. Con thực sự muốn đi sao? Con không muốn, tôi nói cho cô biết. Cố Hàng Vũ là do Cố Quân Đình đưa đến Mộc gia, muốn đưa nó đi thì cũng phải do Cố Quân Đình đưa đi, các người muốn báo cảnh sát thì báo đi. Cố Quân Đình là ba của nó, tôi nghĩ chắc là cảnh sát sẽ đến thẩm vấn anh ấy đấy. Mở miệng ra lại là Cố Quân Đình, cô đúng là không biết xấu hổ mà. Cô đừng tưởng dỗ dành được nó là cô có thể bước chân vào Cố gia dễ dàng. Nói đến việc hôn nhân giữa hai nhà thì điều đầu tiên phải là môn đăng hộ đối. Dựa vào thân phận thấp hèn của cô, đúng chỉ là nằm mơ giữa ban ngày mà thôi. Một mình cô hai đứa vẫn chưa đủ hay sao mà còn phải tranh con với chúng tôi. Đúng là loại tiện nhân, thích nuôi con của người khác đến vậy sao? Tôi nói cho cô biết, cho dù có như vậy thì cô cũng đừng có mơ mà trèo được cao. Với thân phận của cô thì đừng mơ vào được nhà giàu. Cố Quân Đình có biết các người đến đây không? Xem ra anh ấy chắc là không biết các người đến đây cướp Cố Hàng Vũ rồi. Các người nói xem nếu như họ biết được những gì các người làm, sau này anh ấy liệu có để cho các người bước chân vào được Cố gia không? Cô. Cố Hàng Vũ là đứa con duy nhất của con. Nếu như có thể đưa nó về Kiều gia, Cố Quân Đình anh ấy chắc chắn sẽ đến Kiều gia để đón nó về. Đây là cơ hội cuối cùng của con rồi. Bây giờ phải làm sao đây? Thằng nhóc đó cứ nhất quyết không chịu theo con về. Bình tĩnh, chúng ta về nhà trước đã. Con không thể ở đây nữa. Dì muốn đuổi con đi thật sao? Con vốn dĩ không phải là con của dì. Dì không có quyền giữ con lại được. Con nhất định phải quay về Cố gia. Nếu không thì Kiều Diễm Diễm đó sẽ quay lại dẫn con đi. Cố Hàng Vũ, nếu như con thích thì có thể đến đây chơi bất cứ lúc nào mà. Khi nào rảnh dì sẽ đến đón con. Thật sao? Xem ra mình phải quay lại bệnh viện đó tìm bác sĩ Lý mới được. Cháu chào bác, trước đây khi Hàng Vũ bị trúng độc, cơ thể của nó yếu ớt nên mới để nó ở lại đây một khoảng thời gian nghỉ ngơi cho khỏe. Tôi hy vọng là nó có thể tiếp tục đi học trở lại. Từ ngày mai trở đi các người không cần phải đến đây nữa. Vậy hôm nay có thể để cháu bên cạnh nó được không? Vậy tốt quá, chúng ta đi thôi. Dì ấy mấy hôm rồi vẫn chưa đến tìm mình. Đợi lát nữa mình sẽ thu xếp hành lý đến nhà tìm dì ấy. Dì tới rồi sao? Sao vậy? Nhìn thấy mẹ cảm thấy thất vọng lắm hả? Tiểu Vũ, con đúng là chẳng có chút lương tâm nào cả. Con cần phải biết ai mới là mẹ của con chứ. Tiểu Vũ à, cháu cần phải biết mẹ của cháu rất là yêu thương cháu. Nó chỉ là không biết thể hiện thế nào mà thôi. Đúng vậy đó, cháu nhìn xem này, viên bảo thạch này là thứ mà mẹ của cháu thích nhất. Mẹ cháu tặng nó lại cho cháu đấy.
Tặng mình sao? Vừa hay mình có thể mang nó đi tặng cho dì ấy để làm quà cũng được. Tiểu Vũ à, viên bảo thạch này tuyệt đối không được cho ba của cháu thấy đâu đấy. Dạ vâng ạ. Được rồi, tập phim này đến đây thôi. Mình sẽ cố gắng ra thêm nhiều tập nữa cho các bạn trong ngày hôm nay nhé. Mẹ ơi, như vậy thật sự được rồi sao? Con yên tâm đi, mẹ đã nghe ngóng kỹ rồi. Viên đá đó có tính phóng xạ cực cao, không chú ý Cố Hàng Vũ nhất định sẽ mắc bệnh về máu. Sau khi thằng bé mắc căn bệnh về máu, cách tốt nhất để chữa trị đó chính là con và Đình thiếu gia phải sinh thêm một đứa bé nữa để cứu nó. Đến khi đó điều kiện tốt nhất sẽ để hai đứa con kết hôn. Nếu như Cố Quân Đình anh ấy không đồng ý, vậy làm sao đây? Con yên tâm đi, bà Cố nhất định sẽ đồng ý. Con đừng có quên, Cố Hàng Vũ là đứa cháu trai mà bà ấy yêu thương nhất. Tiểu Vũ, tay cậu cầm cái gì đó? Không có gì cả. Tiểu Hạo, sao cậu lại đến đây? Dì xinh đẹp cũng đến chứ? Mẹ không đến, mẹ còn bận mấy việc khác nữa. Mẹ bảo tớ và em gái đến đây ở vài hôm. Tay cậu vừa cầm cái gì đó? Không, không có cái gì cả. Bố A Con và em gái từ nhỏ đã rất đáng thương. Mẹ thì suốt ngày đi sớm về khuya làm việc. Nói đi. Bố A, hôm nay mẹ của Cố Hàng Vũ tặng cho cậu ấy một viên đá to đẹp lắm. Con cũng muốn có. To thế nào? To như này này, bố đi xem với con. Viên đá đó chắc chắn đắt tiền lắm đấy. Chậm thôi. Bố ơi, bố nhìn đi đây này. Nghe nói gì chưa? Bác sĩ Lý gặp rắc rối rồi. Nghe nói là tự thu phong bì của người nhà mẹ bầu. Sau khi xong, còn nói với người nhà mẹ bầu là con gái. Kết quả sau khi phá thai, lại phát hiện là con trai. Gia đình đấy trọng nam khinh nữ. Bây giờ anh ấy cũng chẳng dám đến bệnh viện nữa rồi. Sợ gia đình họ bắt bồi thường đấy. Sao bác sĩ Lý lại làm ra mấy chuyện thế này chứ? Chẳng trách mấy hôm nay chẳng nhìn thấy anh ấy đâu. Thì ra là bị đình chỉ rồi. Mấy cô không biết ạ. Thật ra anh ấy vẫn thường nhận phong bì của bệnh nhân, tiến hành giao dịch lén lút với mẹ bầu. Chuyện ngày hôm nay vẫn chưa là lớn nhất đâu. Có người chống lưng cho anh ta mới không xảy ra chuyện gì đó. Tôi ở đây á, biết được bí mật 5 năm trước của anh ta. Chuyện này có liên quan đến một vài cô thư ký nhà hào môn. Thư ký nào chứ? Mau nói đi. Nghe nói nhé, năm đó anh ta giúp một thiên kim tiểu thư thụ tinh nhân tạo, muốn mượn con để gả vào gia đình nhà giàu, gả cho một người tốt. Kết quả sau này thất bại. Nghe nói người đàn ông đó vốn dĩ không hề hay biết chuyện này, thậm chí căn bản không hề biết người phụ nữ đó. Vậy chẳng phải cô ta tình nguyện sao? Thay áo mới cho căn nhà của cô, cô có đồng ý hay không? Tôi chỉ là nghe nói thôi. Có điều anh ta liên hệ nhiều với gia đình hào môn. Là thật, huống gì chuyện ngày hôm nay cũng bị bại lộ, khiến cho anh ta đi xuống. Nếu là tôi nhé, tôi không đồng tình với người phụ nữ đó đâu. Trọng nam khinh nữ ác lắm. Họ đúng là kiểu chó tranh mồi mà. Bỏ đi, ai có việc gì thì đi làm việc đó đi. Bác sĩ Lý này không có ý đức gì cả. Xem ra hôm nay anh ta không ở bệnh viện. Mộc tiểu thư, thật sự là cô sao? Tôi là y tá mà 5 năm trước đỡ đẻ cho cô này. Ba bé nhà cô vẫn khỏe chứ? Nhà tôi có 2 đứa bé thôi mà. Không phải ba bé sao? 5 năm trước tôi vừa tốt nghiệp, thực tập ở đây, đỡ đẻ cho các mẹ mà. Bởi vì năm đó vẻ ngoài cô vô cùng xinh đẹp, lại còn sinh 3 bé nữa, cho nên tôi có ấn tượng vô cùng sâu sắc với cô đó. Mộc Tiểu Thiến, cô làm gì với Tiểu Vũ vậy hả? Sao thằng bé lại ra nông nỗi này? Sức khỏe của Tiểu Vũ không ổn định, có liên quan gì đến Mộc Tiểu Thư hả? Bác gái, bác luôn lo lắng cho sức khỏe của Tiểu Vũ mà. Cố gia cũng luôn có một bác sĩ gia đình để kiểm tra sức khỏe cho Tiểu Vũ. Từ nhỏ đến lớn Tiểu Vũ chưa từng bị bệnh nào nặng như này cả. Thế mà chỉ ở bên họ có một chút đã bị bệnh rồi. Nhất định là cô ta ngược đãi Tiểu Vũ rồi. Ai da, được rồi, đừng khóc nữa. Không phải là đứt ruột đẻ ra, có thể nuôi con người khác không chứ? Mộc Tiểu Thư ạ, cô chăm sóc Tiểu Vũ hời hợt như thế, chúng tôi có thể hiểu được. Nhưng sau lần nhập viện này của Tiểu Vũ, chúng tôi không phiền đến cô nữa. Cố phu nhân, đứa trẻ ấy mà, hay là để tự nuôi lớn đi, phải không? Tiểu Vũ, Tiểu Vũ, Tiểu Vũ, không sao, không sao. Tiểu Vũ ngủ rồi. Tiểu thiếu gia co giật còn suốt nữa, chắc là phải bị dọa cái gì đó sợ lắm. Tiếp tục phải xem tình hình của cậu bé thế nào là được. Từ lần trước suýt chút nữa bị xe đâm, thằng bé đã bị dọa cho sợ rồi, cho nên mới nảy sinh phụ thuộc vào cô. Mộc tiểu thư, phiền cô ở bên thằng bé nhiều hơn nhé. Mẹ ơi, ngoan, đi ra. Mẹ ở đây, mẹ ở đây. Con của tôi, không phiền đến Mộc tiểu thư phải lo lắng. Mộc tiểu thư, xin lỗi nhé.
phiền cô rồi. Không sao đâu. Cố phu nhân, con có thể lấy mẫu máu của cố Hàng Vũ được không? Được thì được, chỗ bác sĩ có mà. Cô lấy làm cái gì? Muốn xác nhận một vài chuyện ạ. Con không cần mẹ, đi ra. Con cần dì xinh đẹp cơ. Dì xinh đẹp ơi, dì không được đi. À, mẹ đi gặp bác sĩ xem nói gì nhé. Dì đi gặp bác sĩ cái. Quân Đình, anh Cố, em giúp anh rửa táo nhé. Không cần. Vậy chuối và nho thì sao? Nho em vừa rửa qua rồi đó. Cô là mẹ của con tôi sao? Anh Cố, ý của anh là gì vậy? Dĩ nhiên em là mẹ của Tiểu Vũ rồi. Tiểu Vũ sốt cao như vậy, môi khô nứt nẻ, bác sĩ dặn dò thế nào? Chẳng phải thỉnh thoảng lấy khăn bông lau môi cho con à? Từ khi tôi bước vào đến bây giờ, cô chỉ có biết hỏi tôi có ăn hoa quả hay không. Cô làm mẹ cái kiểu gì vậy? Trong lòng cô có Tiểu Vũ không hả? Em đương nhiên có quan tâm đến con mà. Ra ngoài. Tôi nói ra ngoài. Đi lấy mẫu DNA của Kiều Diễm Diễm cho tôi. Làm lại xét nghiệm với Tiểu Vũ một lần nữa. Vâng. Lập tức mở cuộc họp đi. Mẹ, làm sao mà hoảng hốt thế hả? Làm thế nào đây? Cố Quân Đình nghi ngờ con rồi. Đừng có lo, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Anh ấy hỏi con là rốt cuộc con có phải mẹ ruột của cố Hàng Vũ không? Tại sao chỉ quan tâm đến anh ấy, không quan tâm gì đến Hàng Vũ? Khi con đi còn nghe nói là muốn lấy DNA của con để làm lại xét nghiệm với Hàng Vũ một lần nữa. Làm sao bây giờ? Mày đúng là đồ ăn hại không làm nên trò trống gì cả. Trong mắt mày chỉ có đàn ông thôi à? Chuyện đến nước này rồi, chẳng còn cách nào nữa, chỉ đành thế này thôi. Mẹ nói cho mày, không thấy Tiểu Thiếu ra đâu cả. Xảy ra chuyện gì vậy? Cháu không biết ạ. Tối hôm qua cảm giác buồn ngủ đến lạ, cứ thế ngủ thiếp đi. Nhưng mà ngoài bác sĩ và y tá ra, chẳng ai có thể vào được cả. Mau check cam đi. Vâng. Là bắt cóc. Hàng Vũ bị bắt cóc rồi. Mau đi cho tôi. Thiếu gia. Thiếu gia. Thiếu gia. Thiếu gia. Anh Đình, có thể cướp người đi khỏi anh. Điều này rõ ràng đối phương không phải đơn giản rồi. Anh nghĩ kỹ xem, gần đây anh có đắc tội với ai không? Đặc biệt là người gần cạnh anh nhất. Tiểu Vũ thật ra người ngoài cũng không thể biết, chỉ có gặp qua thôi người giúp việc, và có số ít người biết đến. Anh Đình, anh biết là ai sao? Vậy chúng ta mau chóng đi gọi anh em. Anh nói là ai? Chúng tôi lập tức san phẳng nhà của hắn. Dám cướp người từ tay của anh, thật sự gan to bằng trời rồi. Từ từ đã, chuyện này không vội. Vội vàng tôi sợ họ tiêu hủy dấu vết đó. Vậy làm thế nào bây giờ đây? Tiểu Vũ mới có 5 tuổi thôi, làm gì có năng lực tự bảo vệ bản thân cơ chứ. Dụ rắn ra khỏi hang. Nghĩ kế thôi. Chào cô, đây là hàng của cô ạ. Alo, Thiến Thiến, cố Hàng Vũ có ở bên cô không? Không có ạ. Tiểu Vũ làm sao ạ? Không thấy thằng bé đâu hả? Nếu như thằng bé đi tìm cô, mong cô liên hệ ngay cho tôi nhé. Người trong tay các người ạ. Được. Tìm được viên ngọc thạch chưa? Vậy thì cứ để nó đeo đi. Mẹ, bây giờ phải làm thế nào đây? Mẹ nói xem có phải họ phát hiện gì đó rồi không? Tại sao cố Hàng Vũ mất tích lại không nói gì với chúng ta? Cố gia nếu như chưa nói với chúng ta, vậy chắc là chưa biết. Hơn nữa bác sĩ năm đó, mẹ cũng đã xử lý xong xuôi rồi. Nếu như nó còn nghi ngờ gì, không có cố Hàng Vũ, vậy xét nghiệm DNA kiểu gì đây? Cho nên nhé, con cứ yên tâm đi. Vậy thì tốt. Thế hai đứa nhóc kia làm thế nào đây? Hay là chúng ta xử lý nốt chúng nó đi? Thế nào thì cố gia cũng chẳng có bằng chứng gì cả.
con có thể chắc nịch đó là con của con. Không còn đứa bé nữa. Họ không thể nào tìm ra sự thật được. Tránh được rắc rối sau này. Không được. Không có hai đứa nhóc đó. Con lấy cái gì mà so sánh với Mộc Tiểu Thiến đây? Với tính cách của cố phu nhân nhé, thì kiểu gì cũng vì hai đứa nhóc đó. Sau đó cũng mối cho cố Quân Đình và Mộc Tiểu Thiến. Đến khi đó, Mộc Tiểu Thiến thật sự có cơ hội rồi. Vậy phải làm sao đây? Bây giờ toàn quyền là của chúng ta mà. Con sợ cái gì? Nếu như họ phát hiện, chúng ta hủy hết tất cả luôn. Một lần và mãi mãi. Bỏ luôn vị trí của bà cố. Nếu như bọn họ không phát hiện, chúng ta cứ theo kế hoạch mà tiến hành thôi. Sau 7 ngày, cố Hàng Vũ bị mắc bệnh phóng xạ. Chúng ta tha cho nó. Sau đó tiếp tục kế hoạch ban đầu. Bây giờ, mẹ đi xem cố Hàng Vũ trước đã. Xem ra Kiều Diễm Diễm bọn họ bắt cóc Tiểu Vũ rồi. Bây giờ đã đưa Tiểu Vũ đi nơi khác. Được rồi, tập phim này đến đây thôi. Mình sẽ cố gắng ra thêm nhiều tập nữa cho các bạn trong ngày hôm nay nhé.